Hi, xin chào ba mẹ. Chào mừng ba mẹ quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình quay trở lại không phải với một chủ đề nuôi dạy con, đó là chủ đề làm thế nào để có con mà nuôi dạy, hay nói một cách đơn giản và dễ hiểu đó là cách quan hệ tình dục để dễ thụ thai nhất. Trước tiên thì chúng ta cùng điểm qua những cái yếu tố chính dẫn đến cái việc quan hệ tình dục để dễ thụ thai. Thứ nhất đó là cái thời gian quan hệ tình dục. Thứ hai là tần suất quan hệ tình dục đúng. Thứ ba là tư thế quan hệ để có lợi cho việc thụ thai. Và thứ tư đó là lưu ý sau khi quan hệ để dễ cho việc thụ thai nhất. Ba mẹ đừng bỏ qua bất cứ một yếu tố nào. Hãy xem hết video này, bởi vì chỉ cần làm sai một trong những yếu tố đó thôi thì việc thụ thai sẽ không được thực hiện và ba mẹ sẽ rất là khó có con. Bây giờ chúng mình cùng điểm qua nhé. Đầu tiên đó là về thời gian, thời điểm quan hệ thì sao? Ba mẹ đều biết rằng phụ nữ sẽ có cái thời gian gọi là thời gian rụng trứng. Nếu như mà chưa biết về cách tính ngày rụng trứng thì ba mẹ hãy xem cái video của mình có hướng dẫn về cách tính ngày rụng trứng nhé. Làm thế nào để tính ngày rụng trứng thật là đơn giản và chính xác, hiệu quả nhất. Và sau khi biết được cách tính thời gian rụng trứng rồi thì ba mẹ cũng sẽ biết rằng cái thời điểm quan hệ tình dục sẽ là khoảng 1 tuần trước và sau thời gian rụng trứng. Nghe đến đây thì có vẻ rất là hoang mang đúng không? Bởi vì 1 tuần trước và sau có nghĩa là 2 tuần, có nghĩa là một nửa thời gian của tháng mất rồi. Thế thì làm thế nào để biết chính xác là thời điểm nào hai vợ chồng tôi quan hệ thì tôi có thể có con được? Thế thì ba mẹ cần phải biết một kiến thức như thế này, đó là tuổi thọ của trứng sau khi rụng từ 12 đến 24 giờ và tuổi thọ của tinh trùng là từ 48 đến 72 giờ. Cá biệt có một số tinh trùng rất là khỏe mạnh, nhưng tinh linh rất là khỏe mạnh thì có thể sống được đến 6 ngày. Nhưng cái con số đó nó rất ít thôi, trung bình nó sẽ chỉ từ 48 đến 72 giờ, có nghĩa là 2 đến 3 ngày. Vậy thì sau khi biết được điều này rồi, ba mẹ có thể đoán được là cái thời gian quan hệ như thế nào để cho nó phù hợp cho việc thụ thai không? Nó khá là đơn giản như thế này thôi. Các bác sĩ y khoa đã khuyến cáo nếu như ba mẹ quan hệ trước và sau cái thời điểm rụng trứng 2 ngày, tức là loanh quanh đâu đó 4 ngày, 2 ngày trước và 2 ngày sau thời gian rụng trứng thì cái tỷ lệ thụ thai sẽ là cao nhất. Và một lưu ý nữa đó là nếu như quan hệ trước ngày rụng trứng thì tỷ lệ thành công nó sẽ cao hơn. Bởi vì với lý do là trứng thì chỉ có thể sống từ 12 đến 24 giờ sau khi rụng thôi. Vậy thì cái cách tốt nhất đó là mình quan hệ trước cái thời gian rụng trứng khoảng 1 đến 2 ngày. Thế là tinh trùng đã ở sẵn trong âm đạo rồi, khi mà trứng rụng xuống gặp tinh trùng sẽ có thể thụ thai luôn. Đó là cái việc mà cái tỷ lệ thành công nó sẽ cao nhất nhé. Số 2 đó là về tần suất quan hệ tình dục để dễ thụ thai nhất. Có một cái sai lầm đó là rất là nhiều ba mẹ thì sau khi canh ngày rụng trứng, thậm chí là đi soi trứng rồi thì dùng que thử rụng trứng để biết được cái thời điểm rụng trứng, sau đó là quanh loanh quanh cái thời gian đó thì ba mẹ cứ hùng hục như trâu, ngày chiến một lần, thậm chí là hai lần một ngày. Thế nhưng cái cách làm đó là cách làm sai, nó gây ra một cái áp lực vô hình cho cả ba mẹ và nó sẽ rất là mệt mỏi, suy giảm sức khỏe. Cái tần suất quan hệ dày thì mặc dù nó không ảnh hưởng gì đến sự sống của tinh trùng đâu, nhưng mà nó lại ảnh hưởng rất lớn đến độ và số lượng của tinh trùng. Đồng thời nếu như ba mẹ mà quan hệ với cái tần suất quá xa, ví dụ như là có một số người thì 10 ngày mới quan hệ một lần, thế thì mặc dù số lượng và mật độ tinh trùng thì tăng lên, thế nhưng sức sống và hình thái của tinh trùng sẽ giảm đi và nó cũng không có lợi cho quá trình thụ thai, chưa kể đến là nó sẽ bị trượt mất cái thời điểm rụng trứng nữa. Vậy thì cái khuyến cáo như thế nào? Tóm lại là bao nhiêu lần là đủ đây? Các bác sĩ sản khoa đã khuyến cáo rằng nếu như ba mẹ quan hệ từ 3 đến 4 lần một tuần loanh quanh cái thời điểm rụng trứng thì cái tỷ lệ thành công sẽ là cao nhất nhé. Số 3 đó là về các tư thế để quan hệ tình dục. Ba mẹ cũng đã biết là sẽ có rất nhiều tư thế quan hệ khác nhau rồi đúng không? Thế nhưng cái tư thế mà dễ thụ thai nhất vẫn là tư thế truyền thống nhé. Đó là tư thế nam trên nữ dưới. Thì tư thế này sẽ giúp cho người chồng dễ xuất tinh nhất và tinh trùng cũng dễ dàng được đi sâu vào âm đạo. Ngoài ra thì nếu như trong cái cuộc yêu mà cả ba mẹ đều được thăng hoa và đều đạt được cực khoái thì nó sẽ là một yếu tố giúp cho cái quá trình thụ thai được diễn ra thật là suôn sẻ. Thứ tư đó là một số lưu ý sau khi quan hệ vợ chồng để có lợi cho việc thụ thai. Sau khi cả hai vợ chồng đã đạt được cực khoái rồi thì ba mẹ đừng ngồi dậy ngay lập tức mà hãy nằm nghỉ ngơi thư giãn trong khoảng vài phút. Sau đó là người vợ hãy
nằm thư giãn, đặt một cái gối ở dưới hông của mình và nằm nghiêng, làm thế nào để cho gối gần chạm với ngực, nằm thư giãn trong khoảng 15 phút. Thì cái cách này nó sẽ làm cho tinh trùng có thể dễ đi sâu vào âm đạo nhất và cái số lượng tinh trùng được đi sâu vào âm đạo sẽ nhiều hơn. Nếu như sau khi quan hệ mà mẹ lại đứng lên đi vệ sinh rồi thụt rửa ngay thì nó sẽ làm cho cái số lượng tinh trùng được đi vào âm đạo sẽ ít hơn. Và điều đó cũng dẫn đến là cái tỷ lệ thành công nó cũng sẽ thấp hơn. Chú ý là tinh trùng thì không ưa sạch sẽ, thế nên là mẹ chỉ rửa qua nhẹ nhàng bằng nước sạch thôi và lau nhẹ nhàng thôi. Điều quan trọng đó là không được thụt rửa âm đạo quá kỹ càng nhá. Việc thụt rửa âm đạo sẽ rất là bất lợi cho quá trình thụ thai đấy. Trên đây mình vừa mới chia sẻ cách quan hệ tình dục để ba mẹ có thể dễ thụ thai nhất. Mình chúc ba mẹ sẽ sớm có một thiên thần bé nhỏ đáng yêu và chúc cho ba mẹ sẽ thật hạnh phúc và vui vẻ nhé. Mình hy vọng là cái video này đã cung cấp được những cái thông tin hữu ích cho mọi người. Mọi người đừng quên ấn like và đăng ký kênh của mình nhé. Hãy ấn vào nút hình quả chuông ở bên dưới để nhận được thông tin mới nhất khi mà mình phát sóng. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.